Bác sĩ báo tin buồn sức khỏe nghệ sĩ Kim Cương, người nhà chuẩn bị tâm lý. Kỳ nữ Kim Cương nhập viện trong tình trạng khó thở, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim vào sáng nay. Bác sĩ cho biết người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương từng chia sẻ, tôi già rồi, sức khỏe yếu sau mỗi cơn bệnh nên không còn nhiều dịp xuất hiện. Khi có cơ hội tôi muốn tham gia để gặp gỡ khán giả, biết đâu đây cũng là lời chia tay để tôi từ biệt mọi người. Đạo diễn Thanh Hiệp, đàn em thân thiết của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết, bà đột ngột bị khó thở vì cơn đau tim. Người nhà liền đưa bà đi cấp cứu tại một bệnh viện tim ở quận 7. Hiện sức khỏe nữ nghệ sĩ diễn biến xấu. Phần vì có bệnh nền từ lâu, phần vì tuổi đã cao nên đề kháng bắt đầu giảm sút, kèm ăn uống ít và mất ngủ nên tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Kim Cương cho biết, hơn 10 năm trước, bà bắt đầu có triệu chứng nhồi máu cơ tim hay đau thắt ngực. Bác sĩ từng khuyến cáo bà không được làm việc quá sức, có hại cho sức khỏe. Tôi muốn dành những ngày cuối đời để làm thiện nguyện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hình như ông trời không cho tôi được làm cái điều thiêng liêng ấy. Âu cũng là sự sắp xếp cả rồi. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận thôi. Kim Cương sinh năm 1937, được mệnh danh là kỳ nữ trong giới sân khấu Việt Nam, được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam. Bà nổi tiếng qua những vở Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ. Ngoài thành tựu diễn xuất, Kim Cương còn nổi tiếng với công tác thiện nguyện. Nhiều năm bà tổ chức sự kiện nghệ sĩ tri âm để quyên góp giúp các diễn viên, nhạc công, soạn giả nghèo khổ. Bà sáng lập quỹ học bổng 7 Nam hỗ trợ các con em nghệ sĩ đang túng thiếu. Quỹ đặt theo tên mẹ bà, cố nghệ sĩ nhân dân 7 Nam, cây đại thụ của sân khấu cải lương, kịch nói. Bà hiện là phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu sử ca sĩ Randy là ai? Đời tư và sự nghiệp đầy trắc trở. Ca sĩ Randy là ca sĩ nổi tiếng người Việt gốc Mỹ dòng nhạc bolero Việt Nam. Anh được biết đến bởi giọng ca da diết trầm buồn và anh chính là ca sĩ da màu duy nhất của Việt Nam hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Anh cũng nổi tiếng với hành trình đi tìm mẹ xuyên suốt hơn 17 năm trong và ngoài nước. Randy sinh năm 1971, tên thật là Trần Quốc Tuấn. Anh sinh ra ở Đà Nẵng, là ca sĩ người Việt, nhưng có bố là người Mỹ, ông từng làm trong quân đội thời kỳ còn chiến tranh. Tuy nhiên anh không sống trong nhung lụa như bao chuyện tình lính Mỹ gái Việt thường thấy, mà anh lớn lên trong cô nhi viện. Sau này anh có hai gia đình nhận nuôi nhưng đều không mấy tốt đẹp về mặt tình cảm. Mãi đến khi anh được đến Mỹ định cư vào năm 90, cuộc đời anh mới khởi sắc. Tại đây, anh được có tình thương bạn bè và người quen, cũng như có bước ngoặt trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vào năm 92. Từ khi thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh dần có cuộc sống ổn định, nhiều fan hâm mộ với phần lớn là cộng đồng người Việt ở các nước hải ngoại. Bắt đầu từ năm 2010, anh dần hoạt động ca hát ở Việt Nam, nổi bật với dòng nhạc bolero về tình mẹ, tình cha. Sự nghiệp ca hát của Randy đến với anh tình cờ vào năm anh sang Mỹ định cư. Ngày đó anh có những người bạn và người quen đầu tiên đã hỗ trợ anh trong việc định hình ca hát. Đến năm 92 thì bạn bè thấy anh có khả năng nên khuyến khích anh đi thi các chương trình karaoke. Thời điểm này là một phong trào ở Mỹ. Tuy nhiên số phận luôn thử thách anh không ngừng khi ở cuộc thi lần đầu anh chỉ đoạt giải khuyến khích. Sau đó ở cuộc thi ở Dallas anh được giải nhất. Chức vô địch nhỏ này giúp anh gặp được cố nhạc sĩ Thu Hồ, người sau này giới thiệu anh cho Trung tâm Âm nhạc Hải Âu. Dưới sự dẫn dắt của một trung tâm âm nhạc trong cộng đồng người Việt có tiếng, cái tên dần phổ biến nhiều hơn với khán giả, anh dễ dàng chinh phục người nghe bằng giọng hát trầm buồn da diết. Khi hát những bài như Nó, Tình Đời kết hợp lại thì anh đã chạm đến và truyền tải được tình yêu da diết về tình mẹ, tình gia đình và tình yêu. Thời gian từ những năm 92 đến 95 được xem là thời kỳ đỉnh cao. Ngày đó anh được rất nhiều show đi diễn ở bất cứ đâu, cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Anh chia sẻ, nhờ vào việc ca hát mà anh có được cuộc sống ổn định và có nhiều người yêu mến mình hơn. Anh cũng tiết lộ số tiền cực khủng của bản thân khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Qua đó, ở thời kỳ đỉnh cao, anh có thể kiếm được khoảng 20.000 đô một tháng. Chỉ tính tiền anh đi hát chứ chưa tính các công việc làm thêm. Sau năm 95, anh quyết định lập gia đình và cũng từng có dự định từ bỏ ca hát. Nguyên nhân chính đó là khát khao tình thương mà anh muốn có từ gia đình thực sự, cũng như tình yêu mà anh luôn ao ước khi có được một gia đình. Vì thế mà anh đã rời Mỹ sang Úc lấy vợ vào cuối năm 95 và định cư ở đây. Vợ anh là một Á hậu và hành nghề bán hàng thuê. Sau này gia đình vợ anh không chấp nhận quá khứ mồ côi cũng như mâu thuẫn vợ chồng nên cả hai đã ly hôn sau đó. Cả hai cũng có với nhau một người con trai. Năm 2002 anh tái hôn với một cô gái người Hoa ở nước ngoài tên Phượng, song bên vợ cũng không tôn trọng quá khứ tăm tối của anh. Được biết chính người vợ hai là nguồn cảm hứng lớn để anh viết những nhạc phẩm gia đình và phụ nữ. Năm 2007 anh trở về nước trong một chuyến công tác. Được biết lúc này Randy dự định về quê hương tìm lại cội nguồn bên mẹ. Tuy nhiên lúc này anh chưa có đủ tài chính và thời gian để về lại nơi cũ tìm thân nhân. Mãi đến năm 2010, anh mới có thể toàn tâm toàn ý hồi hương. Trong chuyến trở lại này, anh quyết định ở lại quê hương sau thời gian phiêu bạt. Đồng thời anh cũng quyết định ca hát và hoạt động ở Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Randy dần chiếm được tình cảm của người hâm mộ dòng nhạc bolero. Anh cũng nổi tiếng với hơn 10 bài hát tự sáng tác về tình mẹ, tình cha. Anh mang theo mình về câu chuyện cảm động của bản thân mỗi khi được đi hát, khi có hành trình tìm mẹ hơn 17 năm.
Hiện Randy là ca sĩ của công ty âm nhạc truyền thông giải trí BH Media. Anh cũng đang là ca sĩ da màu người Việt duy nhất được hát cả trên quê hương và hải ngoại. Ngoài ra, anh cũng đang sống hạnh phúc cùng vợ trẻ Bùi Thanh Tú kể từ khi kết hôn với cô vào năm 2018. Trong năm 2021, anh có xuất hiện trên chương trình Cà phê sáng của VTV3. Tại đây, anh chia sẻ về hành trình và tiếp tục công cuộc đi tìm mẹ. Ngoài ra, Randy cũng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình bên cạnh các sản phẩm âm nhạc trên kênh YouTube của mình. Được biết, Randy không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Qua đó, anh nổi tiếng trong dòng nhạc bolero nhưng tên tuổi của anh lại không được phổ biến. Như những tên tuổi cùng thời, anh chỉ sử dụng một kênh YouTube duy nhất và cũng là kênh truyền thông phổ biến nhất. Hiện tại, chỉ có một bộ phận nhỏ cộng đồng người hâm mộ ở Canada lập nên một nhóm Facebook fanpage về Randy. Tuy nhiên, dù đã sống ở Việt Nam lâu, nhưng anh vẫn chưa sử dụng tài khoản Facebook cá nhân cho mình. Theo thông tin chia sẻ thì anh tiết lộ mình vẫn chưa tìm được mẹ trong lần gần nhất xuất hiện trên chương trình Cà phê sáng VTV3. Anh kể lại mình dù chưa gặp mẹ bao giờ nhưng vẫn không quên ý định tìm lại mẹ. Thậm chí anh liên tưởng đến mẹ trong giấc mơ mà đi tìm mẹ suốt 17 năm hành trình. Được biết thêm, anh cũng nhận một cụ bà ở Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai làm mẹ tinh thần sau khi bà từng lên gặp anh thử xét nghiệm tìm con thất lạc. Cụ bà sinh năm 1940 tại Huế, trong một gia đình trọng nho và có con nhỏ đi lính, mất tích trước năm 75. Thông tin về việc ca sĩ Randy mồ côi dù là điều đau lòng nhưng không thể phủ nhận. Được biết rằng tuổi thơ của anh lớn lên ở cô nhi viện Đà Nẵng, anh chia sẻ mình có bố làm quân nhân Mỹ, mẹ là người Việt nhưng bị thất lạc danh tính. Vì vậy mà từ suốt năm 2007 đến nay, anh đã lặn lội đi tìm tung tích mẹ khắp trong và ngoài nước. Hiện anh đang sống cùng vợ con ở thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2018. Tuy sinh sống ở Việt Nam, anh vẫn lui tới Mỹ và Úc vì công việc địa ốc của mình. Vừa rồi là những thông tin cá nhân trong cuộc đời sự nghiệp hiện tại của ca sĩ Randy. Mong rằng anh sẽ cho ra mắt nhiều nhạc phẩm chất lượng hơn nữa. Mong rằng một ngày không xa, anh sẽ tìm được mẹ mình sau rất nhiều nỗ lực. Vợ chồng ca sĩ Randy bật mí cơ ngơi khủng và cuộc sống hạnh phúc tại Mỹ. Sau 4 năm tổ chức đám cưới tại Việt Nam, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng ca sĩ Randy đang thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự lãng mạn mùi mẫn qua nhiều bài hát anh sáng tác dành riêng cho vợ. Bên cạnh giọng ca truyền cảm qua những bản nhạc bolero trữ tình, ca sĩ gốc Việt Randy khiến khán giả xót xa hành trình 17 năm tìm mẹ. Song song đó, chuyện tình yêu và hôn nhân của nam ca sĩ hải ngoại cũng được nhiều khán giả quan tâm. Hiện anh đã có cuộc sống hạnh phúc với chị Bùi Thanh Tú cùng con riêng của vợ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Được biết, ca sĩ Randy và vợ đến với nhau sau những đổ vỡ hôn nhân và đã hoàn thành thủ tục kết hôn năm 2016. Nhưng đến tận cuối năm 2018, nam ca sĩ mới bất ngờ thông báo tổ chức hôn lễ và nhận được sự chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả. Trong buổi tiệc sang trọng, không chỉ người thân mà còn nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt chung vui như anh Ba Ngọc Sơn, ca sĩ Tuấn Vũ, nghệ sĩ cải lương Minh Vương. Chia sẻ tại gõ cửa thăm nhà về việc bất ngờ thay đổi quyết định tổ chức tiệc cưới sau 2 năm về chung một nhà, chị Thanh Tú xúc động. Lúc đó vợ chồng tôi dự định sẽ qua Mỹ sống. Dù từng có vợ, có con thì ông xã cũng chưa bao giờ được làm chú rể hoặc đeo nhẫn cưới, nên anh ấy muốn được làm một lần. Điều đặc biệt là đám cưới của chúng tôi không nhận phong bì. Sống khổ nhiều rồi, chỉ muốn mọi người đến dự tiệc với tấm lòng, chứ không cần áp lực phong bì hay vật chất. Trước khi đến với nhau, chị Thanh Tú đã có niềm yêu thích mãnh liệt với ca sĩ Randy, thậm chí để muốn bắt chuyện làm quen với cô. Nhiều người phải mang CD ca sĩ Randy ra dụ dỗ, bật mí về câu duyên gặp gỡ khi một người ở Mỹ, một người ở Việt Nam. Thanh Tú hào hứng, từ nhỏ tôi đã mê tiếng hát của ông xã. Đến hơn 20 năm sau, bỗng một ngày anh ấy thấy bài blog của tôi nói thần tượng ca sĩ Randy thì gửi tặng nhạc cho tôi. Khi đó tôi không tin nên cũng không trả lời. Lần sau ông xã gửi thêm số điện thoại thì tôi mới biết đúng là Randy rồi, bắt đầu nói chuyện. Lần đầu gặp mặt là vào năm 2013, anh ấy về Việt Nam hát thì mời tôi đến xem. Đến năm 2014, chị Thanh Tú sang California thăm ca sĩ Randy. Cặp đôi chính thức yêu đương một năm sau đó. Dù đã bên nhau 7 năm và nhận được nhiều món quà lãng mạn, chị Thanh Tú vẫn nhớ như in màn tặng quà bá đạo đầu tiên của chồng. Tôi nhớ món quà đầu tiên ông xã tặng là nội y, nhưng anh ấy đánh giá cao tôi quá, mua size to nên không mặc vừa. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ấy mua. Những dịp quan trọng, kỷ niệm thì hai vợ chồng sẽ cùng mua quà, vì tôi không thích sự bất ngờ. Nam ca sĩ U60 còn tự hào, lần đầu ra mắt là ba vợ bắt ở rể luôn, khiến danh hài Thúy Nga vô cùng thích thú. Thời gian đầu khi dọn về ngôi nhà hiện tại ở Houston, chị Thanh Tú thường thấy buồn và nhớ nhung những khi chồng vắng nhà. Có lần ca sĩ Randy đi diễn ở Đắk Nông, chị chủ động nhắn tin cho nam tài tử. Bà xã rất cần một cái ôm từ ông xã, làm anh xao xuyến không thôi. Qua ngày hôm sau, anh cấp tốc sáng tác ca khúc Cần Một Cái Ôm để tặng vợ và bày tỏ tấm lòng tình cảm của mình. Nam ca sĩ ngân nga một đoạn trong bài hát, anh rất cần một cái ôm, dẫu biết rằng mình là của nhau, nhưng xa cách, tim này đau lắm, Chúa trên cao xin Ngài xót thương.
con rất cần một cái ôm. Không dừng lại ở đó, vợ chồng ca sĩ Randy còn khiến khán giả ngưỡng mộ hơn cả với những hành động, ánh mắt, cách xưng hô ngọt ngào như vợ chồng son. Nam ca sĩ còn xung phong làm đầu bếp chính trong nhà và chở vợ đi làm vào những ngày anh không chạy show. Tình cảm dạt dào là thế nhưng cặp đôi cũng tiết lộ sẽ không sinh con chung vì tuổi tác đã cao và muốn tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Đã yên bề gia thất nhưng ca sĩ Randy vẫn canh cánh trong lòng, hy vọng tìm được mẹ thân sinh. Suốt 17 năm trông mong, anh đã trải qua hàng chục lần thử ADN với những người mẹ mất con ở Việt Nam nhưng bất thành. Randy chia sẻ từng được báo mộng rằng mẹ đã qua thế giới bên kia mà quãng đời ngày càng bị thu hẹp nên khát vọng không còn hừng hực như xưa. Tuy vậy, ca sĩ Randy vẫn muốn tìm lại được cội nguồn họ hàng. Đây cũng là ước muốn mà khán giả dành cho anh, nam ca sĩ tài năng hiếu thuận tình cảm, cuộc đời lắm gian truân. Hành trình gõ cửa thăm nhà sẽ tiếp tục lan tỏa những câu chuyện gia đình cùng bậc cảm xúc của những khách mời và nghệ sĩ đặc biệt.